Ken Lamore. Chào con. Ủa anh Giang đúng không? Thôi bớt lại, bớt diễn xuất lại. Đây quá biếu cho hoài ngại quá. Ủa mới hả? Cá Linh Mekong sản phẩm mới à. Này để nhà ăn nha, không có cho ai đâu ha. Không không, đừng bán cho khách nha, bán cho khách không có đâu, không đủ đâu á. Cất à, kỹ nha. Rồi lát lên ăn thử nha. Ok la đó, lên ăn thử. Hôm nay qua đây ăn trung thu ha. Lầu ba ha. Lầu ba. Lầu ba ha. Em nấu đồ ăn cái lên liền. Nấu đồ ăn hả? Nấu món canh, nấu một món canh đặc biệt, món canh nhà quê. Canh nhà quê hả? Rồi ok, xong rồi lên luôn nghe. Bia ốp chưa? Ướp bia chưa? Rồi cái không gian dễ thương quá bà con ha. Bữa mình vô đây một lần rồi, bữa nay quay lại vẫn very dễ thương, rất là dễ thương. Món ruột, món ruột lúc nào cũng là món ruột nha bà con. Oh yeah. Mối mối muốn mối. Chỉ có kết đúng luôn á. Rồi, hóa đỉnh. Ủa, có đi sao để Giang hả? Có chứ. Mình đi chơi mình dắt trẻ, mình dắt già già đi theo chi trời. Dắt già đi theo mới an toàn, trời trời. Giang nó thấy là hơi buồn. Lòng sừng nghệ. Dư gan bóp chua ngọt. Long sao nghệ, lê sao ngọt. Nhắn thêm anh Trần Anh với Dano ra chơi đi. Dạ. Ừ. Có thêm tay nhậu chứ không. Trần Anh, Dano. Còn một tô canh. Bích gì đó. Nếu mà chê, đóng cửa quán. Chị nói đơn giản vậy thôi. Cái này là lòng sò nghệ đúng không? Dạ. Yeah. Rồi thử trước con này nha. Rồi đây. Có cái chén nước mắm rót cho anh Giang thử. Nước mắm, nước mắm cá Linh Mekong đàng hoàng. Quý lắm. Chai này rẻ lắm luôn á. Nhiều tiền? 195 ngàn. Trời ơi, ghê vậy. Ủa, thủ công à? Ừ, cá Linh. Nhưng mà bán thủ công đúng không? Bán thủ công. Ừ. Mình vẫn phải có điều vị một chút xíu nhé. Dạ. Cá Linh trầm trầm. Được à? Đậm á. Rồi đây. Nè các bạn thấy đi các bạn nè. Mình đẹp đẹp chứ không phải làm việc đi nha. Rồi sau này ngồi nha. Em chờ canh lên chưa không? Thôi thôi đi. Thấy này khách đông quá chắc hơi khó ngồi. Khách khách đông quá rủ đi qua đây chi trời. Ăn cơm, bữa tiếp đãi không đàng hoàng thì cảm thấy có lỗi. Thôi, cơm người ta chủ yếu là nhậu, cơm nước gì. Ngon. Ngon quá cả. Nói chuyện, nói cái chuyện như là trời trời. Trời nắng là thấy mặt trời vậy. Chuyện em làm không ngon sao được. Là quẩy bánh tàu mà. Bánh đà đúng rồi. Hello anh. Nhưng mà mọi người nhậu với mà ăn cơm trời. Nãy sáng anh Giang gọi là rủ qua ăn cơm. Và anh nói thôi nếu mà qua ăn cơm anh không qua đâu. Qua nhậu. Qua nhậu mới qua. Hôm nay là đúng ngày rằm luôn rồi, đúng thu luôn á. Rót nước mắm chưa? Có cho mấy bạn kìa. Bên đây nữa nè. Vâng. Giờ chúng con gửi canh. Ồ, canh giống cá nục quá vậy con. Dạ. Cá nục nấu bí xanh. Ồ, wow. Không ngon không lấy tiền. Ai chơi giờ đóng cửa. Dạ, món này là chú Giang nấu. Vâng, nó chú Giang nấu hả? Rồi. Đây là cá chuồng chiên củ nén. Rồi. Cá chuồng chiên củ nén á. Cá chuồng chen chiên củ nén. Chiên củ nén. Rồi sao món nào cũng ngon hết, giờ không biết ăn món nào luôn á. Này, thử miếng canh nha. Thử miếng canh cho biết với đời nha. Dạ.
Cho thêm ớt đi con ư. Cho chú ớt nhiều vào. Rồi, thank you. Nóng bí đào ngon quá. À, không bị tanh nha bà con. Hay vậy. Này mà không có cái này là sẽ bét. Hai mình có trước, mấy đứa nhỏ cắt sao. Rồi. Này. Cắt quá này vậy. Thôi, mấy đứa nhỏ tự lấy cam cắt. Không có người cắt. Không, cam có đứa. Anh Giang vẫn chưa hiểu. Này, nè, con này. Ai có cam dùng cam, ai có chanh dùng chanh. Ai có bưởi thì dùng bưởi. Sao thấy canh không? Cho thêm miếng nữa. Ăn thử canh đi anh Bèo. Ăn thử anh Giang nấu rồi ngon không Hoàng Anh? Giang nói rồi. Ý anh nói vậy đó. Có ngon, có không ngon thì cũng được nói. Để quán anh đóng cửa. Rồi chấm miếng nước mắm cá linh, mắm nhĩ cá linh nữa. Ồ á, đỉnh. Nó đi chàng mà quê luôn á. Không giờ mở cho mọi người. Ủa sao có hai đứa kia nó nguyên mâm vậy? Hả? Cái này là ngon. Trời ơi, có 10 người mà 4 thùng đó nha. Uống sao uống đó nha. Cá nục mà, cá nục miền Trung rồi đúng không? Đúng rồi. Đó, nhỏ xí à. Quán của Trường Giang là có cái món cá nục nữa, thu bánh tráng. Bá cháy bò chép. Hả? Ngon không? Cá nục nhỏ nó ngọt lắm. Đúng rồi. Nói chung là Trường Giang mà rủ con gái là đến liền. Bỏ công bỏ chuyện luôn, chiều nay bỏ ba cuộc họp. Tới ăn cơm là sao? À, ít khi nào được ăn mấy món ngon rồi lắm. Nói nghiêm túc luôn á. Ăn cái bánh tráng này. Đúng rồi. Lâm sao nghệ. Lâm sao nghệ. Dạ lòng heo anh. Anh chờ anh giống như mới đẻ hôm qua vậy ha. À, hợp lý không? Hợp lý không? Quá hợp lý. Hợp lý quá chả. Ấm bụng rồi đó. Giờ làm cái ót cho cái này đã nè. Đúng á, cái này cắt càm bỏ vô ngon. Trời ơi trời. Quá đúng bài. Gái, bớt ăn lại ngon. Nè, mỗi đứa miếng, hai miếng gì đó đi. Bỏ miếng chanh, bỏ miếng cam vô cho nó thơm. Đúng rồi. Ủa, hồ đẹp quá hả vậy? Thế đâu? Ủa sao nó rớt hết cái hồ vậy? Giỡn hoài. Thế đâu? À, hỏi câu kỳ quá. Thích quá, thích không? Chỉ chỗ mua. Thích tặng anh luôn. Ủa, nói câu nghe, tự nhiên nghe muốn xỉu luôn á. Không bao giờ trưởng thành. Ngồi một chỗ ăn là đổ lên đổ xuống. Vậy mà vẫn còn làm việc được. Bữa nay bữa 2 tuần giờ bữa nay được 5 tuần rồi đó. Ồ ghê vậy. Ừ. Phá kỷ lục rồi đó. Ủa Khánh Hà đâu ta quên rủ Khánh Hà. Khánh Hà nghỉ rồi. Chuyển qua có đại gia Bạc Liêu luôn rồi. Đại gia Trà Vinh chứ. Thích trà nãy quên chụp tấm hình. Được. Villa đấy. Hợp khẩu gì với em ghê. Người nào? Khúc nào?
À, hát tin nữa. Đây, chụp cái. Đó, cho mình. Canh bí đao nấu cá nục. Ngon đỉnh, ngon đỉnh. Hả? Thì có ớt có sao đâu. Trời, anh Sơn làm như thấy ớt, anh Sơn sợ dữ vậy trời. Cái món này là phải có ớt. Không ớt là không ngon được. Cái món canh này. Quá đẹp luôn, trời thế nè. Ừ. Điện thoại cho mình đẹp á. Này, nó nãy cái gì quên rồi. Cái gì? Cá chuồng chiên củ nén hả? Dạ, rồi. Cá chuồng, ăn trứng cá chuồng rất là ngon. Ráng lên đó hả? Ừ. Con Phi có đi không? Phi Di làm đẹp không? Ok là không? Ok là đấy. Rồi. Có ăn thử hả? Chứ ngon, giả ngon sao? Thử này chưa? Nó ngủ nè. Ok. Nè, bà đây là bà. Rất là ngon. Cay quá hả? Trời, có chút xíu nữa mà cay. Một cái la không? Một cái la đấy. Một cái la không? Mê đấy. Mê cơm rồi. Con ăn con gì là bé gì đó, cũng bé này lắm nè. Bé gì? Bé gì bên Club House á. Trăm. À, Trăm, Trăm Lâm Đồng. À, mê này lắm. Trăm mê gỏi gà. Thực sự ăn rất nhiều nơi về gỏi gà nhưng mà chưa thấy gỏi gà nào ngon Trần. Chỗ Trần Giang làm. Thôi ăn ít cơm thôi con. Mập bây giờ, mập là bị đuổi nha. Giải bụng qua uống bia. Mập là bị đuổi nha. Đúng, chính xác. Anh mời anh Giang ly đi kìa. Hết ly, hết ly. Rồi, thôi. Happy Mid Autumn, Mid Autumn. À. Happy Mid Autumn đúng ngày luôn. Happy Mid Autumn Festival. Bia nó đã hả? Có bia rồi. Rồi, qua thử cái này chút xíu nào. Ôi. Món những cái món mà trong chưa bao giờ được ăn luôn. Luôn. Cá chuồng. Từng cá chuồng mà bà mới nói cá trê hả? Hai cũng không liên quan luôn á. Ăn đi đừng hỏi. Củ nén đó. Ăn thử đi. Ủa, cái vị nó biết nén hả? Dạ biết. Người Bắc gọi là hành tâm á. Người Trung gọi là củ nén. Người Trung gọi là củ nén. Người Bắc gọi là hành tâm. Rồi, kẹp miếng cơm cho nè, kẹp miếng cơm cho nè. Trời ơi, cái thịt nó thơm. Ok không? Đây đưa anh canh vẽ cho một miếng nè. Sợ chán quá. Hả? Chắc phải có cái gì nó cắt cái này ra nè. Nhìn cái đầu nữa ha. Có hai cái cánh. Đúng rồi, cái cánh này là nó bay trên mặt nước luôn mà. Ừ, cái này nó bay mà. Ồ, mấy đứa này mới đẻ hôm qua hả? Mới đẻ chung với anh Sơn kìa. Kẹo hoài. Cá chuồng, cá chuồng. Ăn cái trứng cá chuồng rất là ngon. Ồ, ôi dồi ôi, bánh ra nữa. Nhét củ nén bên trong đúng không? Nè, quệ bánh tàu. Trời ơi, tự nhiên quệ bánh tàu miếng bự quá trời. Ủa, quệ bánh tàu với ai đặt vậy ta? Ủa, anh đặt hả? À? Anh đã nhớ là anh Giang đặt. Không, anh đặt là quê rì á. Quê rì á. Bến Tàu. Anh đặt là quê Bến Tàu.
À, vợ bà Hùng hiếu hả? Thơm dám ăn. À, chấm nước mắm mà, nước mắm chua ngọt à. Ủa chứ ta lấy lộn đũa của con bé Hiền luôn rồi. Đây, nước mắm anh Giang làm nè. Chà. Lấy bia rồi con. Quán ăn được quá ha. Hoàng Anh hay Hoàng Vanh? Hoàng Anh. Ăn được tẩm ha. Ui, tẩm nước mắm tỏi. À. Chết chưa, chết chưa. Xỉu xỉu xỉu. Ngon hơn. Ồ, món này xuất sắc quá Giang ơi. Hả? Kẹp miếng cơm không? Kẹp miếng cơm vô chứ hả? Không hả? Giảm cân hả? Thấy thương hả? Càng giảm càng mập. Ăn miếng xoài rồng nữa. Cơm nó ngon lắm á anh Châu. Cơm không phải cho nè. Cơm anh. Anh kẹp miếng dưa gan vô nữa. Giống như cơm gà ở Quảng là hồi nào Hội An á. Đó, kẹp miếng dưa gan vô nữa. Chắc là không biết chỗ đó cái nào là dưa gan đâu ha. Chỉ giùm anh cái mấy đứa. Người ta mới ra đời mà mắc cười quá. Dưa gan hả? Sao giống dưa, giống dưa chua vậy? Đầu tiên ăn dưa chua nên ăn mới ăn dưa gan. Ồ, hay gì ta? Anh phải kẹp miếng cơm cho nó đã. Nó cái mềm, nó mềm cái miệng được. Lần đầu tiên ăn luôn á. Dạ hả? Ăn cái dưa gan mà giống như dưa dưa chua chua á. Dạ hả? Ồ, hay vậy ta? Không hay sao bán. Giống như anh Quỳ Linh á, cái đợt mà còn diễn kịch dài á. Ừ. Diễn xong cái vừa diễn ra cái giả trời của lên diễn hay quá không hay sẽ bán vé bà hay bán vé chứ xuất sắc mai mốt mình đi á mình kiếm cái chân mái á mình viết lên cái cho nhỏ ăn tội nhỏ nó giờ ăn được gì hết trơn phải vô đi ha rồi cảm ơn thời gian nha hôm nay anh em mình thôi ngộ trung thu ha thôi vô 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 mồi kiểu này mà ăn kiểu này chắc không biết chỗ nào mới xỉn luôn á à. Số 8 Nguyễn Văn Trỗi nha bà con ai biết rồi giới thiệu gì nữa ủa vậy hả trời trời tâm tưởng không biết nữa nhưng mà mấy cái món này này đâu có thường trực đâu có anh có không món nào mà không có như cái này đâu có thường trực đâu đúng không? Không. Chí ơi. Dạ. Cá nấu canh bí này có thường trực được không? Không. Dạ. Chưa. Chưa. Không. Không em chỉ bếp rồi mới chỉ nãy rồi. Đó, thấy chưa? Thì lâu lâu anh ăn phải món ngoài chứ. Cái này có được đơn đúng không? Có. Ừ. Không mà chắc chắn có rồi, món gỏi gà. Là được ăn thêm cái món cá chuồng. Chiên củ nén nhồi bên trong rất đậm đà. Được thử thêm cái món dưa gan muối. Thực ra anh biết không? Anh ăn nhiều món cá thịt nhiều quá. Đúng. Hoặc là món hiện đại nhiều quá. Có lần ăn cái món dân dã nhưng mà quê em thấy ngon. Không, nói chung món dân dã nào cũng bao giờ cũng ngon. Đúng rồi, người ta bây giờ trở về với cái gì đó basic nhất mà đúng không? Hồi xưa người ta sống lâu là giờ dân dã. Đúng rồi, hồi xưa ông bà mình sống lâu mà đẻ nhiều nữa anh. Ừ, đúng rồi. Dạ, bà nội em có mười mấy người hả? Đó, người ta ăn vậy không mà người ta khỏe. Còn giờ ăn cao lương mỹ vị mà rồi. Bà nội em hiện tại còn đang sống và hơn 100 tuổi nha. Ừ. Đang sống ở đồng này á. Vậy là anh nghĩ em tương lai em chắc cũng phải sống ít nhất 80-90 quá. 90 không? Hả? Em chắc phải sống hơn 90 quá. Đừng nói câu chuyện mà hỏi chứ Tài sống nhiêu tuổi nha. Nhớ nha, gặp anh chứ Tài nói anh Tài anh sống có chừng 80 không? Nói không. Đừng hỏi, tao sống cả đời. Không chịu chết. Ừ, sống vậy. Không có sống lâu là cũng di truyền á. Di truyền á. Bà nội hiện tại còn sống luôn mà. Ừ. Hơn 100 tuổi rồi. Để tính thử anh Giang giờ sống tới 90 mấy giờ. Ừ. Bậy. Giờ mới đoán thử anh Giang tới 90 tuổi mấy giờ.
Đợi em chỉ một lần là xem hoa thôi. Không, đương nhiên một lần. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, rước em vào rồi đóng cửa thiên thu. Nghe chưa? Chắc không? Chắc. À, đây là bằng chứng nha. Em đâu học theo tính anh được. Đấy. Trái tim anh điền rất không. Nhiều lần mở cửa. Đố em vào rồi không đóng cửa em ơi. Đón em vào rồi vẫn mở cửa em ơi nữa. Đó trẻ lùng luôn. Hay quá. Cũng còn hai câu sau nữa. Rồi. Hả? Hai câu sau là ai muốn bước thì tiến vào cánh cửa. Bước vào rồi thì vài bữa bước ra. Hai bữa ba bữa bước ra. Các chàng này thờ quá, đổi ẩm quá. Xuất sắc. Vô. Rồi vài bữa sẽ có bốn câu thơ mới thôi. Vậy ha. Thời gian năm nay ba mấy thì thêm chừng 10 năm hoặc là 20 năm nữa là sẽ có mớ thơ mới. Wow. Ai cũng nói vậy đó. Quá. Ăn đi mấy đứa, ăn mạnh vô. Mấy đứa thì cho dù mập không bị đuổi đâu, yên tâm, ăn mạnh vô. Mấy đứa này dù mập không bị đuổi đâu. Tại mấy bé được phòng nào? Đi ai đâu cần, à cũng cần chứ. Cần chứ, mới đi quan hệ được chứ. Mới mua, mới đi tài trợ được chứ. Đúng rồi. Anh định nói là đâu đẹp, anh định nói bằng đẹp, nhưng mà mấy đứa làm bia thì phải đẹp. Đúng rồi, mặt tiền mà. Giao gọi là giao thôi gì đó. Quan hệ công chúng. Đúng rồi. Bia thì gọi là quan hệ công chúng đó. Gọi là public relationship. Đúng rồi. Mà không đẹp. Không đẹp thì về làm edit hậu kỳ. Đúng rồi. Behind the scene. Đúng rồi. Cũng không được behind the scene nữa. Behind the scene dẫn lên hình nha. Production house rồi đó. Đúng không? Post. Đó. Post. Còn anh giao một quan hệ công chúng với anh Giang lấy đấy. Bớt mời nhau lại với chứ. Bé chưa được ăn luôn á hả? Dạ thôi tạm biệt quý khán giả đi. Cho bé ăn chứ, thấy thương quá. Thôi địa chỉ chắc bà con biết ha. Nó được, cũng phải nhắc. Dạ, cũng phải nhắc. Nói chung là muốn ăn những món quán món nhân dân giả mà vừa dễ ăn mà đầy đủ dưỡng chất nè. Không sợ béo, không sợ mập thì mọi người cả nhà mình đến cái chỗ quán Mười Khó nha. Có hai chi nhánh, một chi nhánh ở Trần Quốc Thảo, chi nhánh này ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ê, Nguyễn Trỗi chứ. Đúng không? Nguyễn Trỗi đây nè. Số 8 Nguyễn Trỗi, ngay chân cầu Quận Lý. Cái ở Quận Lý có đáng không? Nhưng mà nếu mà quý vị các bạn may mắn gặp được Trường Giang thì các bạn nhớ yêu cầu anh ấy làm một món. Chính tay anh ấy làm thì nó khác biệt vô cùng. Ủa, bà có trái hả? Dạ. Dạ, tạm biệt quý vị nha. Chúc mọi người có một ngày Trung Thu vui vẻ. Tối nay chúng ta cùng thắp lồng đèn đi chơi. Dự đoán là nửa tiếng sau là có clip trên mạng này. Nhanh lắm. Ghê lắm. Nhanh nhanh lắm. Thôi ăn đi cưng. Ừ. Thấy anh đẹp trai quay hoài cưng. Không anh nói giùm em á. Dạ này cũng nhà béo quá ha. Miếng mảnh cũng như tục không? Vậy mà cũng vừa không cho chơi thì được không được. Không cho chơi gì hết trơn á. Có vẻ thích canh quá hả?